tuổi. Hiện tại thì mình đang học ở lớp Pre-Inter 1 ở Language Academy của Lạc Thủy. Mình bắt đầu học tiếng Anh ở Language Academy bắt đầu từ năm lớp 2 và tính đến nay là cũng được 5 năm rồi. Từ khi mà mình có được sự hỗ trợ từ thầy cô ở Language Academy thì mình thấy rất là tự tin ở trong các bài thi ở trường và điểm thành tích của mình cũng rất là cao, từ 9 phẩy trở lên. Có một câu châm ngôn mà mình rất muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là Always won't open new doors. Câu này có nghĩa là những cái lối đi cũ thì sẽ không dẫn đến được những cái cửa mới. Ở trong câu này thì sử dụng hai từ trái nghĩa, đó chính là old và new. Có ý nghĩa là chúng ta hãy sống sáng tạo để khẳng định chính bản thân mình. Phần chia sẻ của mình đến đây là kết thúc rồi. Nhân dịp năm học mới thì mình chúc các bạn đạt thành tích cao trong học tập. Tạm biệt.